Hôm nay thì Jolie sẽ dẫn mọi người đến Panorama House, là một nơi mà ở gần Wollongong và chúng ta có thể thấy được toàn diện những khung cảnh của biển ở Wollongong. Julie đang đi ra cái khung cảnh mà chúng ta có thể thấy toàn diện cảnh biển ở Wollongong. Thì là những cái eo vịnh của biển Wollongong. Biển Wollongong nha. Trời sẽ rất là mát, không có lạnh. Rất là đẹp. Xa xa kia là một ngọn đồi nhỏ nhỏ. Những ngôi nhà rất là nhỏ luôn. Sóng biển khá là êm.
có thể đến Panorama House ở Wollongong. Là một